Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đến một địa điểm mới để quay giới thiệu cho các bạn một số cây mai tàn tại nhà của anh Tha. Xin chào anh. Anh giới thiệu về cái địa điểm mình ở. Tôi đang ở ấp 4, xã An Phú Trung, Ba Tri, Bến Tre. Tôi có nhu cầu bán mấy gốc mai nhà. Mai tàn 8 cánh. 8 cánh trở lên. 8 cánh trở lên. Anh em nào có nhu cầu cho Tết thì liên hệ. Số điện thoại của anh Tha mình để trên tiêu đề nha các bạn. Rồi, hình thức mình giao lưu là giao lưu tại nhà phải không anh? Giao lưu tại nhà. Đây, đây là cây mai số 1 của anh ha. Đây cây mai tàn. Mình quay xa ra cho các bạn xem cụ thể ha. Tổng thể cây mai đầu tiên, cây mai số 1 nha các bạn. Chiều cao của cây mai này khoảng bao nhiêu mét anh? Chiều cao khoảng 1,5 mét. 1,5 mét nha các bạn. Rồi ngang khoảng nhiêu anh đứng giang tay anh? Đứng giang tay vô cây mai á. Rồi, giang qua đây em mới thấy được. Đó, rồi. Một sải, khoảng một sải tay của anh Tha nha các bạn. Rồi. Rồi mình sẽ quay vào bộ đế nha các bạn. Đế chứ em. Rồi quay đế nè. Đo đo quành. Ở đó là quay sát sát vô anh, sát vô một chút nữa. Đây là cổ qua đo ngay chỗ vị trí cổ rễ nha các bạn. Cổ rễ là 50 nha các bạn. Rồi anh đo cao cao lên trên chút nữa anh. Trên trên nữa. Đấy, rồi. 45 nha các bạn. Nãy đo ngay cậu rễ là 50. Rồi mình sẽ rồi anh. Tầng 45. Rồi mình sẽ quay để cho các bạn xem nha. Đây để lại các bạn. Đi rõ quá ha. Thì để ở sát ngoài lộ nên anh Tha phải có một cái cọng xích xích lại nha các bạn. Rễ là rất là lực nha các bạn. Và vị trí bên này thì thiếu một cọng nha các bạn. Nếu mà được cọng bên đây là đế này ok nha các bạn. Mình sẽ quay đàn cho các bạn xem ha. Tay cành. Tay cành đây các bạn. Tay cành cũng đều hơn các bạn. Anh Thai này 8 cánh ra lên ha anh? Mai 8 cánh lên, nãy có nói rồi. Mai nguyên thủy ha. Nguyên thủy 8 cánh luôn, không có ghép nha các bạn. Mai không ghép, nguyên thủy. Cái này giá nha nhiêu anh? 4 triệu. 4 triệu nha các bạn. Các bạn xem lại ha. Đế rất là lực nha các bạn. Đây, để đây. Rồi, cho các bạn xem lại tay cành ha. Đây, vợ anh Tha nè các bạn. Chào quý vị khán giả. Đây, mình qua cây số 2 nha các bạn. Qua cây số 2. Đây. Cây này cao qua chắc khoảng 1,7 m nha các bạn. Cao
cao khoảng 1m7, tàn thông đẹp. Rồi mình vô này ngang chắc cũng khoảng một sải tay anh nói gì ha anh. Rồi, một sải tay tàn thông đẹp nha các bạn. Rồi anh ơi cho em cái quành đi anh. Quành dưới nha. Rồi nhớ quay thước quay em nha. Quay coi chừng lộng thước nha, lộng thước nha. Quành cũ mặt kia, mặt kia, mặt mặt kia, mặt thước kia anh ơi. Rồi giữ thước im. Quành cũ 37. Đâu, quay thước qua đây anh thấy cái tay anh không à. Ở cũ đó đó đó. Ừ. Kéo kéo lên, kéo lên, kéo lên. Kéo lên đo quành cũ mà, không chưa đo quành thân. Rồi, 40. Quành cũ 40. Rồi đó quành thân trên anh. Kéo kéo thước qua mặt thước qua đây mới thấy anh ơi. Anh đo anh giấu thước được không à? Giấu thước là mày không thấy luôn. 27 nha các bạn. Rồi, 27. Đế đẹp. Đế lực. Đây, đế đây các bạn. Bự hơn tay. Bự hơn cầm tay luôn. Đây cho các bạn xem đế nữa nha. Đế xù xù rồi giống chuẩn bị lên xù rồi các bạn. Đấy, tương lai chắc lên xù à. À, tương lai chắc lên xù nha các bạn. Cái nách này cũng chuẩn bị nó lên xù nè các bạn ơi. Đây. À. Đây nó về dạ. Để đẹp nha các bạn, bộ đế đẹp nha các bạn. Rồi quay tay cạnh cho các bạn nha. Tưởng nó lên sao thôi rồi bất kỳ. Cái này nó không kỹ. Cái này kỹ hơn thôi. Yeah. Thôi thì tống lỏng dễ coi. Rồi tay cạnh nha các bạn. Mình nói chiều cao rồi. Đây lòn vô ha các bạn. Đây đây là các bạn tay cành ha, thân vốn tay cành đều đã được bẻ chỉnh sửa rồi nha các bạn. Cái nào cũng nguyên thủy à, nguyên thủy tám cánh ta lên à, nguyên thủy luôn á anh, tám cánh ta lên ha. À, cái nào cũng vậy. Mai giờ bông chùm á, bông chùm tám cánh trở lên. Giót ngọn luôn. Rồi giót ngọn nha các bạn. Cái này 4 triệu luôn ha anh. Rồi 4 triệu luôn nha các bạn. Tay cành rất là đều. Đế đẹp luôn nha các bạn. À, đế đẹp nha. Giá mềm nhanh tay lên mấy rồi. 4 triệu nha các bạn, giá mềm dễ chơi ha. Lặt lá là chơi luôn, chơi tết luôn. Rồi cho các bạn xem lại cái tàn nha. Tết lặt lá là chơi. Rồi cái tàn rất là đẹp nha các bạn, đều đẹp nha các bạn. Rồi giao lưu tại nhà nha các bạn. Rồi, ở đây có bán trà bí đao, trà đắt chia luôn các bạn, 5.000 ly các bạn. Rồi tới cây thứ ba mình là cây gì đây anh? Cây đa nhật. Cây đa nhật hả? À. Anh có thể là giới thiệu sơ lược về cây này lần không anh? Về cái vụ mà vụ án mà bị ai hốt mà giữa ban đêm gì đó. Nhắc giới thiệu với khán giả.
dân thành phố đến xe xuống để trộm cây này, nhưng mà nhà bác hiện kiểu làm giữa đêm, đêm hả anh? Nửa đêm nhưng tới bộ rồi chưa kịp đưa lên xe thì gia đình hai nên nên bây giờ nó còn ở đây phải không? Lúc đó còn nhỏ nay là nó bự rồi, nay là cái thân giống nó là nay bốn cả bốn tay rồi. Rồi mình quay cho các bạn xem ha. Tàn đẹp này, cây đa Nhật Bản ha anh. Đa Nhật Bản giao lưu cây này nhiêu đây anh? 3 triệu ba. 3 triệu nha các bạn. Cao khoảng nhiêu anh? Cao anh đứng gần gần cây đa anh. Cao khoảng góc lên cho khoảng 1m2 nha các bạn, đĩa tròn hết trơn ha. Đây, mình đi qua đây nó sẽ vướng cây mai số 1 hồi nãy nha các bạn. Đây rồi, tan được cắt đĩa còn cho ha nha các bạn. Rồi giao lưu tại nhà nha các bạn. Rồi 3 triệu với một cây đa Nhật. Còn nữa không anh? Mình còn giao lưu nữa không anh? Còn gốc mai sao nữa? Số ở sau nhà ha. Gốc mai, rồi. Gốc ba, gốc xứ nữa. Rồi đi, đi vô nhà luôn. Rồi đi vô phía sau các bạn ơi. Rồi tới phía sau rồi nha các bạn ơi. Rồi. À, cây mai cái này lá bự bự quá, này mai giảo hay mai thường anh? Mai giảo hả? Thấy lá nguyên thủy chứ không có ghép nha. Cây này cây nguyên thủy luôn, mai giảo nguyên thủy, lá rất là to nha các bạn, mình đứng xa xa là thấy dáng lông nha các bạn. Rồi cây này cao có thước là anh, có thước dây á khoảng mét luôn. Anh đưa đứng bên bản á, anh kéo thước từ cái mặt bầu lên cái ngọn chót ngọn nha. Dướng dây. Rồi báo luôn. 1m25. Rồi mình cho các bạn xem uống cái này dán dán lông ha anh. Lắc lượng nha các bạn. Giúp quay góc thấy rõ. Rồi lắc lượng nè, thân nè, bẻ lắc lượng nè. Mai nguyên ông thủy tết lặt lá chơi á. Này dán lông nha các bạn, tay cành bẻ nè con ơi. Rồi bị chá này. Các bạn bông của nó các bạn. Bạc là hoa các bạn. Cái này anh giao lưu giá bao nhiêu anh? 4 triệu. 4 triệu luôn nha các bạn. Cây dán lông mai giảo nguyên thủy luôn. Uống éo. Quay để em chỉnh cho cái đồ rõ nét thử. Chỉnh cái do nó lá nó tươi được rồi. Lá nó như thế nào thì nó ra vậy thế anh ơi, chứ không có chỉnh tươi được anh ơi. Giờ lá nó cháy như vậy kia em chỉnh ra màu xanh lè sao chỉnh được. Cái này lặt lá tết lặt chơi. Rồi đây cái gốc nó nha các bạn. Mình nói vậy thôi, vô chứ anh. Rồi để các bạn quay cho các bạn xem cho rõ nha. Nói chung là ông cũng ham lên YouTube đó nha các bạn. Quay ông thì nhiều, ông ham lên YouTube, ông muốn rằng quay là nghe được. Được ông lên YouTube không? Rồi còn cái gì nữa không anh? Ba cốc xứ. Đâu? Đây cái này. Đây hả? Đây rồi. Quên không lo hoành đó, khỏi ha. Rồi đo luôn không?
Hỏi à? Đo luôn. Đo luôn hoành nó không? Rồi đo anh báo luôn cho em đi. Đó là cũ à, góc số 3 nha. Báo luôn cho em nha, báo thiệt tình nha. Mình nói qua góc số 3. Đo ngang qua thân anh. Này góc nó không phải cũ rồi, nó bị vướng vướng đất rồi kìa. Đo ngang đây nè. Đo ngang nữa. Ngang lên đó anh báo coi. Báo của quanh thân này chắc mười mấy 20 gì. 17. Đâu? 6. 17 à. 17. 17 các bạn. Rồi. Quay xa xa thấy anh Tha coi. Dạ bà ba cái sứ luôn phải không? Rồi ba sứ. Rồi cái sứ số 1. Này da dáng đẹp nè ha. Dáng thú à. Rồi dáng rất là đẹp nha các bạn. Cây số 1. Anh bắn một lô 3 cây hả? Bắn lẻ từng cây. Bên lô 3 cây 2 triệu. À 3 cây 2 triệu. 3 cây 2 triệu nha các bạn. Đo đo cái mình con thú này coi. Đo chỗ nào đây không biết. Đây. Đó đo đó mình kéo xuống cái đuôi. Đo chưa đo hoành. Hoành tảo. Hoành tảo. 36. Rồi đo chiều dài con thú ơi. Rồi. Dài thú 30 4 34 34 các bạn ơi. Rồi, chiều cao gì không? Cao luôn. Cao vậy phải không? Rồi cao từ mặt bầu lên tới đỉnh đi. 66. Rồi 66. Rồi, cây số 1 3 nha các bạn. Ông quay cái tổ của ông tôi, ai cần nhu cầu xếp tôi xếp chỗ luôn. Rồi cây số 2 này đó là sao ta? Có cái hoành cổ là trước đi ba cái sứ này anh em nào mua được là tặng được chục hộp vịt lộn. Rồi tặng cho một nồi ông vịt lộn luôn. Ba cây 2 triệu phải không? Rồi hoành thành 28. Rồi sẵn đó anh quay cái chậu trên xe vòng ở dưới luôn coi. Quay. Ờ nó. Cũ rồi. Nè đây dừng chỗ này. Rồi đây là lạ hả các bạn. Cái cũ dưới đây nở hết hồng nở rồi các bạn. Rồi quay tiếp anh ơi. Bông nở đẹp ha. Rồi qua trong đây có mấy cái cục xương rồng này bán luôn, cái cục xương rồng này luôn phải không? Tặng luôn. Alo. Ai mua cây đa nhật tặng cái chậu đa nhật luôn. Đa nhật đó. Cái gì? Không ghim ra mà vậy mà nó sống. Rồi. Quấy. Nhánh đa nhật. Củ này ở tròn tròn đẹp quá. Sống vậy. Nó. Rồi. Cây số 3. Cây số 3. Vậy mà nó sống. Số 3 đâu hoành đi. Quanh 42. Bị dướng cả. À 42. Sát sát tay vô nhìn về từ trừ cái tay anh phân là 41 nha các bạn. 41. 41. Này cho quay không? Đó làm gì? Để em. Quay không? Rồi, quay vòng. Quay sao cho nó nằm trên đó nha, quay hồi chừng rớt nha. Nó bông đó các bạn. Đây, thân nó đây. Rồi quay tiếp anh. Quanh này 41 nha các bạn. Rồi, ba cây sứ này là 2 triệu nha các bạn. Bán là bộ 3 nha các bạn, không bán lẻ nha các bạn. Quá rẻ luôn vậy chơi. Nãy nó hình thức tại nhà chưa ta? Giao lưu tại nhà nha các bạn. Đây. Anh em làm nhu cầu thì mua vừa cũ xe đưa luôn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.